sông Nhà Bè, băng qua bên đây là bên Gia Thuận, băng qua bên kia là Lý Nhơn, Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này của rừng sát Cần Giờ, con đường này cũng là đường rừng sát luôn. Mình thấy cái cọc bên đường đó, nó có để tên đường là đường rừng sát. Con đường này nó dẫn nó đi ngang qua cái khu du lịch đảo khỉ của Cần Giờ. Còn hướng ở sau lưng mình là nó dẫn về thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ này là cái cầu Dần Xây, cầu Dần Xây. Mình tới đây là cũng như sắp tới rồi. Giờ mấy anh em mình đi vô cái đường nhỏ này nè để gửi chiếc xe, rồi mới đầu mới xuống vỏ lãi. Mấy anh em ở dưới bè có vỏ lãi lên rước tụi mình. Đây xuống vỏ lãi cũng gần chứ không xa lắm. Còn từ cách bên mình qua đây á, nó khoảng năm mấy sáu chục cây số. Giờ anh em mình đang xuống vỏ lãi, Nhân nó rước mình ra bè. Mấy anh em mình đi có anh Giang, Lít, Tâm ngồi sau, với đại ca. Đại ca là Michael Baby. Gì đại ca? Anh Phụng. Ở nhà chứ không? Mấy anh em mình đi xách theo con vịt, để lỡ câu cá không có thì cũng có vịt ăn. Cái chỗ bán tạp hóa luôn, nước ngọt. Hai thùng bia đây. Có nước đá luôn không? Có nhà có nước đá không nghe nhận? Có, mà không có nhiều. Không không có lấy gà không? Có. Đủ luôn ha, gà không nước. Tôi ở đây tiền ta cả đóng. Ở đây tiền ta cả đóng. Tiền cả đóng. La Ru. Vậy là chỗ này gần bè mình rồi. Thấy không? Nhớ mãi mãi vậy á. Bình thường thôi. Là 4 người đó. Anh em có uống gì thêm không? Để anh Thùng à. Anh Thùng à. Bên đó cũng có nữa kìa. Chung luôn à. Thấy không nổi rồi. Ủa trên bè không có ai đó anh Nhân. Quân đồ đâu? Đuổi hết rồi đi tiếp dân ca nè. Đuổi gì hết rồi. Quân đồ nó không ấy à. Nó không ở đây à. Vậy là thế giới này là của ta hả? Hôm nay có bàn chơi điện tử nữa kìa. Có cái bàn máy chơi điện tử nữa nè. À cái dàn lo.
quá trời thì lo luôn. Rồi vô kèo rồi Giang ca ơi. Giang nguyên cái dàn lo luôn. Hát được. Hát được. Tối nay chết nhà cà. Chết tối nay nhà cà ráp cho mà nghe. Cái này bự dữ. Hình như cũng 2 tháng mấy rồi mình mới xuống trở lại xuống đây. Này cá chắc lớn rồi. Trời ơi, mới xuống lấy vớt chén cơm nguội. Vớt chén cơm nguội xịt nước tương liền luôn hả? Có trứng nào không chiên luôn. Cơm nước tương ạ. Ki. Rồi ba con chó. Con nào nó mập lúc. Mập quá mập rồi. Con này mập nhất nè, quỷ này ham ăn nhất nè. Nó mập kìa. Nó mập bị rồi. Còn do luôn. Cho rà cái lưng cái coi. Có quen biết gì đâu mà mừng trời. Một lúc rồi, con nào nó bự quá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hôm nay nhóm của đời nha, nơi đã có mặt là đẹp đó. Đây là phòng máy. Này có lo hát. Lo bự quá. Còn không biết anh Phụng mua ha, của nhà Nhân Quân mua Úc à. Hả? Úc mua. Úc hả? Úc đi sức mua. Úc hả? Còn Úc đâu? Úc về rồi. Giờ là dưới này không còn ai đó. Còn Nhân đó. Quân đâu? Quân chiếc xuống nữa mới xuống. Mát quá, đây mát mẻ quá. Xuống này mà mình thích xuống đây là vậy đó. Mát mẻ mà không khí nó hoang đãng dữ lắm. Có chuẩn bị con vịt nè. À, nhúng nước nó cái đi cho nó. Ủa mà nước này nhúng nó chết luôn không? Chết luôn. Mần chứ mai gì? Mần kho tiêu. Trước mắt mình mần đi mình kho quẹt đi cho anh em ăn. Xin lỗi mày nha, cũng vì mấy cái thằng nó thèm thịt vịt. Sống ra mày là động vật bậc thấp, mày phải bị động vật bậc cao ăn thịt mày. Là một cái sự vinh hạnh của mày, là mày sẽ được đầu thai làm mấy con vật khác. Chẳng hạn mày bắt đầu thay thành con gà hay gì nè, hay con heo nè, con bò cũng được. Cũng mừng thịt hết à. Con heo thì mần thịt còn đau khổ hơn nữa. Quang lắc cái chừng nào về đem lại về nha. Phải không? Đừng móc xuống bắt nữa chứ tự nhiên cái gì bắt. Để đọc con cá đi. Cá đuối chắc giờ này quá. Ừ, cá đuối cá hồi. Bóp chim hồi đuối. Mấy con cá cá bóp nuôi đây nè. Này nó bự rồi, bự hơn cầm tay rồi. Mới thấy nó nổi lên nè. Không ra đây làm sao nghe nó nói xấu anh Giang. Xấu gì vô đây bắt bằng phời phụ đi chứ nói xấu gì. Đây chỉ đâu. Nhà ca đây chỉ đâu. Nói xấu anh Hoàng nó gỡ đó. Nói nhà dịch đựa bắt được dịch nhỏ nhất. Không dám bắt dịch bự. Bị dịch đó dịch tơ. Không có dịch 3 cái mấy không à. Mới mần nắm dỗ hết rồi nó vậy. Còn đừng con gà dịch trống đó. Trời ơi, mần nắm vỏ hết rồi. Có 3-4 dịch trống nè, còn như dịch máy còn ngon lành gì đâu. Có dịch máy nhỏ nhỏ thì hai con. Giống hai à. Con quá à. Này có bác Sáu tôi tặng rồi nha, tặng nhóm rồi nha. Có anh chứ anh không có gì ở đây nha.
một cái sáo gửi vô cho mấy đứa ăn cơm. Ok, nên ba chà muối lên ba lông, ăn lông anh ba mệt quá. Bơi có một cái nóng này nhỏ chút xíu. Dám nói xấu anh Vàng phái mù cầu hả? Mời cả nhà ăn cơm. Cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà. Chưa có cá, ăn vịt trước. Còn món vịt to chứ không có món gì. Không có rau, ở nay có rau luộc mà. Có lạc chứ không có mặn. Rau luộc. Rau vô. Rau cải luộc. Có ăn rau đâu, đuốc. Ăn cơm trước đi. Mời cả nhà. Tính sao? Ăn cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Cài quá anh bà ơi. Đâu cài. Bắp cải này luộc ăn cũng ngon mà ăn sống ăn cũng ngon. Chưa nhân, làm gì kiếm gì? Đúng không? Đó. Nó người ta chuyện quá. Mời cả nhà dùng cơm. Ủa cho mình nếu mình có lạc mình sao dòng ăn với ta? Chắc là vô á. Làm lon ha. Dưỡng sức hả? Để chuông này cho mấy lính đây. Cái nhà dùng cơm. Hoàng không đem dịch xuống thì đói cả lắm. Lấy gì ăn? Sáng giờ câu có gì đâu. Ba bốn cái dân ra câu đủ ăn vậy. Đủ kho mặn ăn như vậy. Không kho. Con coi mình kho thôi. Kiểu mà đồ ăn nhiều lắm ít bộ. Mình chế biến bộ. Quân nó đòi sách con dịch xem xuống nữa kìa. Có nấu chào đi, có nấu cháo ăn đi. Đâu dịch nhà. Làm gì vậy? Nuôi một lớp. Thôi để nuôi đi. Mười hai giờ 11 phút. Mình tụi mình ăn cơm xong 12 giờ 11 phút. Giờ nghỉ trưa thôi. Nói chứ mình đi ra đây không mát chứ cầu kéo gì đâu. Cầu gì đâu, sáng giờ có con nào đâu. Con xem nhiều con cá ghét siêu to khổng lồ. Cho các anh em thấy. Ra đây nghỉ dưỡng. Ra đó giống đi nghỉ dưỡng vậy đó. Mắt thằng cái giỏng nằm. Thì câu cần câu thì mình vô mồi cái mình thảy xuống để đó. Còn dính hay không là chuyện của trời. Anh Giang với anh Nhân đi mua tôm về tới. Mua tôm câu. Đất không? Ngon quá, ngon như trăm mấy. Này, rang với... trăm mấy chục ngàn ký. Ai biết đâu Nhân. Rang với thịt ba rọi. Có cần rộng không? Rộng anh, cân xong mới rộng. Chưa cân hả? Nè. Chưa, ổng chưa cân. Đó rồi. Cân trừ này trước đi. Cân được cái sọt đi rồi chút xíu đổ cái sọt cho cái số. 400 gram. 400 gram. Cơm này anh Hoàng. Chặt ký mấy á? Để tao cái sọt. Nói lên ship bằng bằng này thầy bắt đầu. Rim với tiếp mỡ á. Một cái. Hết bài ăn nguyên con luôn. Rim ngọt với tiếp mỡ. Rim ngọt với ký. Trừ trừ ở ừ, đúng còn ký. Còn hà không có hà, không có hà hả? 150 à. Quá rẻ. Đâu có tuần này chưa đâu. Đó. Móc sao? Móc vô lỗ đất nữa. Móc sao được. Móc sao cho nó sống á chứ. Kệ, em lấy cái dây gì dài kìa, dễ quăng. Dài kìa. Ờ, anh kêu. Để ra đổi lại. Cái này xin ra làm giống ai? Để trước cô tôm nó khô ổ. Không có móc gì vậy, gì vô kìa. Có ổ rồi sao tụng đá có con? 3 giờ rồi. 3 giờ rồi kiếm được cá, nhiêu cá rồi? Con nào không có con luôn hả? Ừ, trời ơi, sao khi sao lại nó đó.
da trắng gì vậy? Quá trời luôn nè. Thì cô à, thì cô à, Quân nó bút liền biết nó dạng vậy đó. Chắc nửa ký con á. Con này à? Con đó chắc ba lạng. Nửa ký. Nè như con này à, hơn nửa ký rồi. Dạ. Con này co được rồi. Co được. Cắn hả? Cắn. Thử coi. Rồi. Nút đi. Nút một cái thịt mất tiêu, còn cái xương ngón tay lại không à. Bợ lên đó con nó bự đó. Đó, con nó trời lên bự đó. Đây là sao nhỏ nhiều. Cắn tao mày. Cắn quá. Lấy bắt được giờ hết bắt được cắn à. Dạ. Ngày cho ăn cử hả Nhân? Một ô vậy là bao nhiêu mấy trăm con? À, vậy ô chừng vài trăm con à. Ôi con nhạn nó bay chứ nó gấp nè, gấp nè. Bắt mình Nhân bắt một cơm đi, chén đi rửa. Mày bay bay bay. Bài 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 kiểu đôi cành quặng ngại đó lớn đi đó rồi nó hả? Dạ nó bỏ luôn đi nhanh nhanh đi còn nó bay xuống nó đáp đáp xuống làm nó nó ở đây có 2 cây cần 4 cây 6 7 cây cần mà kiếm không được mồi ăn cơm, cho nên bây giờ chỉ 3 thằng đi kiếm mồi ăn cơm thôi. Mình với Nhân với Clip đi kiếm mọi ăn cơm. Chắc chắn luôn, đi qua đó là chắc chắn luôn. Hả Tâm đi không? Qua đây là có mồi ăn cơm chắc chắc cú. Lên dẫn lên đi, ai nào biết. Chỗ này là cũng cái bè nuôi cá. Ờ cá đây cá lớn nè. Ờ, cá lớn lắm Lít. Ờ bự lắm. Mấy cá như bản này mà nó bự kìa. 4 năm con 4 đăng ký á. Trời ơi trời, con cá bóp y chang như bên bè bên anh Hùng mình á, mà nó bự lắm. Con này khoảng nhiều ký, 4 ký không? Ủa Sang, hồi idol của tôi thấy trên clip coi chứ tôi đâu thấy ngoài đâu, nay mới chứng kiến thấy ngoài à. Nay làm đây anh chơi em đi xuống đây cộng vậy hả? Ủa cá quá trời bự luôn. Đi lên kia bắt cá. Ừ Giang đầu bản á, tối qua bản xương xương. Sang lúc trước đi làm anh với anh Phụng đi bẫy câu cá, dằn câu cá sủ vàng đó. Đây thì cá nhỏ.
mới dịch xiêm rồi nha anh em. Sáng giờ mình ăn dịch rồi đừng bắt dịch nữa nha. Dớt nó luôn. Vậy là ít rồi chứ không có nhiều. Nè, nè nè nè. Rồi dính rồi, dính rồi, dính rồi. Hay quá. Cá dứa. À, dứa dứa thật là cố luôn. Còn nó 2 kg, 3 kg không? Mai về. Không tới 2 ký mấy à. Tính luôn bao có 2 ký mấy nè, 2 ký rưỡi à. 2 ký 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 2 ký
2 ký 2. Rồi, ok. Uống trà đi. Đúng rồi, nãy tụi em có nói Nhân có nói rồi, nói anh Sáu em qua bắt cá dưới nha. Anh ừ. Chứ còn tiền bạc thì không có tính gì đâu, không nói đâu á. Thôi đi về luôn Sang ơi. Tối qua bản Sương Sương chơi. Con cá này là tụi mình qua mua lại của anh Sáu. Anh Sáu chủ cái bè cá này nè. Mua về nấu canh chua. Con này 2 ký 2. Nhiêu? 2 ký 2. Thì 440, 2 ký 2. Để đây lắm mấy anh em mần nấu. Có rộng không Nhân hay mần luôn? Ba giờ 30 phút. Kéo lên đi để nó chảy sao? Ờ, có cá kho rồi. Không. Ê, chính ra người đứng dậy dáng. Lưới bành lương gì bà tập tành ghê gọc tùm lum tà la mới. Cái câu của anh Phụng dính cá ngát. Trứng. Cái này kho ngon lắm á, chứ giỡn hoài. Mới 12, 13 tuổi mới đập tập tành ghế gọc đầu chữa tùm lum tà la vậy chết luôn. Hồi vậy mà Hà có lý quá. Quên câu của ai đó làm đi, tôi hỗ trợ vậy thôi chứ. Em muốn giật dạ. Con nó chắc được 100 mấy 200 gram ha. Không có hỗ trợ thêm nữa đâu. Đây nè, sáng giờ anh ra anh câu không nè. Cá hang ra đó nha anh em. Dính đường cá út nữa. Cá hang ra đó. Như miếng cá đủ. Đường cá ngát này là to nhất sáng giờ. Cái. Quá đỉnh bụng. Mới 13 tuổi mà đã có ghế lên suối. Mang bầu mới chữa đâu, thấy bụng già mà trình bình luôn thấy hả? Trời đất ơi. Ngu mà lớn vậy. Mà cá ngát ra có 2 đùm trứng nữa nè. Còn gì đâu con cá nữa. Đây là một đùm nữa. Đây 2 đùm của nó đó nè. Chiều rồi, giờ mấy anh em đang nấu đòn cơm. 4 giờ 51 phút. Tắt thêm 2 con cá dứa bỏ vô kho ha. Ừ. Cá dứa thì nấu canh chua. Dính á. Có, nó dính nãy rồi. Do anh kéo anh rồi không có kéo cục chì lên á. Cá út gại cứ ngắt dưới mà. Cá út nó bự ghê không? Mà sao thấy nó hơi ốm ốm hay sao ta? Út xào. Út xào là sao? Mà chỉ xào thôi chứ không. Không được kho hả? Cái khác út người tao. Cái mỏ đó hả? Ừ. Coi chừng quay không lấy khung kìa. Quay trời kìa. Nhộn hơn. Mở ra đi, mở đem xuống cho lít mần luôn. Cái màu nó nhìn là lạ ha. Thấy con cá thấy thèm ghê không, nhưng mà ăn nó không ngon mà ốc trắng. Cũng bự quá chứ cầm tay á. Bụng này chắc có trứng à. Ăn có quay không? Có. Yeah.
Rồi nó đẹp ha. Nhìn như con bướm mà. Con bò ra cái đâu? Đột vô cái nó hợp hơn, để thử trong trong. Em bao lưới lại em sợ lắm coi con đó, em bao lưới lại mà bao không hết nè thì nước đang bò lên nó chạy mày. Tôi biết mình trên đây nó chạy. Nè con cá đẹp lắm. Ngắn ngắn thì nó dễ câu hơn. Vô cái này là hợp nè. Hai này hợp nè. Cơm cúng luôn Tâm. Cúng rồi mới ăn phải không? Cúng trên cá nè. Ông cậu bà mợ, ông cô bà dì, ông chú bà bác vậy đó. Đãi đi. Một chảo cá kho. Cá kho này có cá. Bây giờ ăn ăn không hết chút mình xúc rồi tôi vô. Cá đù. Rồi ngày mai mình ăn tiếp. Vì mấy cước cá dứa. Cơm này có ngon hơn thấy sáng rồi. Nồi canh chua. Canh chua cá dứa, cá ngát. Nó nhiều quá nhiều. Trưa ăn sống. Chiều ăn cá còn chưa có thôi, hết luôn đi. Bắt chưa có con gì luôn. Còn Quân thì nãy Nhân đi rước Quân xuống. Chào cả nhà. Hồi xong. Mời cả nhà dùng cơm. Dùng cơm chiều. Nhiều món dữ vậy. Tối anh em mình còn chập nữa. Ăn no đi, dẫn bụng đi, tối anh em mình câu. Tối nay 12 giờ đêm mình nấu cháo ha. Cháo cháo mực đi. Ừ, 12 giờ đêm mình nấu cháo mực. Ông lưu ghế ngồi đi. Mời cả nhà. Con ná. Cơm canh chua cá cá dứa đậm bạc. Còn cái này thịt vịt kho sáng còn. Mời cả nhà. Chưa chấm muối ớt. Cả nhà vô. Ăn mới gấp cá đồ ấy. Đó, miếng cá dứa đi mà cả nhà miếng cá dứa đi. Nói gì rào đào con thuốc. Nói gì rào đào con thuốc. Đào nào đúng rồi canh này nha. Phải biết ra. Ngon lắm đúng không? Ngon. Hai nấu được không? Cái thằng ca nấu được rồi. Đói bụng của ngàn, đói bụng. Cái thằng ca đó hả? Đã. Trời đúng là thằng ca luôn. Vàng nè. Cái đó ăn không được đó. Không được hả? Không. Vậy phải làm sao hả? Để dục xong hả? Không có, để người khác ăn, anh bụng yếu đừng ăn đó. Giống bụng yếu quá mà cả nhà ăn miếng cục cá dứa không gì bữa thương mà. Ủa nãy hai dĩa rồi nó béo sớt cái vô sớt mà giờ này vô động dành mẹ nó rồi giờ vô động đâu dành dành mình đi đi đâu có dạng con cá bự cái nhỏ lên xấu hổ lắm anh ơi đi xíu đi bự đi ráng đợi xíu nữa đó. 6:47 anh em mình đang đợi nước lớn lên tí. Đụng câu vậy? Đụng mới thấy đụng. Dạ đụng hả? Rồi đi cặp cặp mé đó. Xôi, có con gì bắt con đấy. Bắt lại dạng cá phà lòi được đây. Thế cái giờ này mình quên coi mấy giờ nữa. Anh em chúng ta như đồ đi. Đồ không. Ê, 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 cái chim nó nhảy ra đây vô ông Quân. Vậy, cái chim nó nhảy ra đây vậy? Đâu. Mấy anh em mình có ông Quân nè, Lít. Cá bè chết hả? Với Tâm, với mình. Còn anh Giang thì anh ở lại bè. Câu cá. Bốn anh em mình qua bãi. Qua bãi bên này nè. Đây còn xa quá mình không thấy được. Đây bèo rồi. Bên đây xôi có con gì mình bắt con đó. Ở vậy đó hả? Vậy đâu? Có sao? Ủa? Cái đèn này lộn rồi. Rồi có neo không? Lộn lộn đèn rồi. Dữ vậy? Lên xin luôn hả? Trời ơi. Ờ vô lại dữ thiệt chứ. Để nằm đây cho chắc. Rồi để nằm đây luôn á hả? Trời ơi. Anh ừ, cũng đâu lúng gì đâu. Đồ điên đồ không. Đây coi chừng hàng Tâm Tích luôn á. À. Anh em chúng ta có thằng cao. Thiền Tâm biết bắt Tâm Tích không? À nè cộng nè. Nè. Bắt không hả? À có thằng cộng kìa. Chạy ra rồi kìa, nó chạy rồi kìa. Nó chạy nè. Thấy thằng cần nè mà bắt luôn hả? Bắt luôn bỏ đâu? Bỏ lại vô đó luôn. Ôi đi xuống này lúng. Cắn mày mực sao? Không có cắn. Có mực đâu mà cắn.
chưa có mực mà. Trời ơi mấy cọng bự bự đã kìa. Thôi bắt nó làm chi lít đây. Hả? Ăn ngon lắm. Thôi mấy cọng nó bỏ đi. Bỏ ra không? Thôi. Bỏ đi. Không ngon đâu. Mình đi kiếm mực đi. Lúng lắm. Nè mình đi đây là lúng nè. Cái này mới đặt chân ra nhà còn bước đi này lúng lắm. Lúng gần tới đầu gối ạ. Trời có con còng. Rồi có cái đèn mình thu hút mấy con. Chào cả nhà. Hả? Đi trong sao thấy cái con mực. Đúng. Lít nó lúng hơn đầu gói rồi. Đôi rồi. Không được rồi. Đi vô mé trong. Vô mé trong thì có chừng mấy cái cây ấy á. Dưới chân mình nó nguy hiểm lắm. Rồi, anh trai. Vô hang. Nhìn giống con còng không đa quá chứ. Ừ, y chang còng không đa luôn á. Mệt. Đi vô mệt rồi đó. Mới có mấy bước à. Rồi nó lúng á. Đây có con còng này. Giống như con còng không đa bên mình vậy đó. Chó tông nông lúng ta. Hả? Nó là đi không thấy lúng gì vậy? Ai? Mẹ. Lúng không lúng. Đó là mấy bữa đi. Không được rồi, lúng dữ lắm. Đúng rồi, ơi. Có lỗi đây mới thấy cực. Độ cực khổ của mấy anh em làm nghề săn bắt ở dưới này. Rồi lúng dữ lắm, không được rồi. Quân nó đi cũng bình thường ta. Mấy cá liềm kìm nè. Dính. Trời ơi không dính. Trời ơi. Trời ơi. Nước ra. Nước đi. Thôi. Không có khác, nó mệt chứ không có khác. Vô miếng vậy mà nó đỡ. Rồi thôi. Chắc anh thở khô có họng luôn á. Mình có đi mình mới khâm phục mấy ảnh. Mấy ảnh đi hay thiệt luôn. Nói cho mình lên hơn mình kiếm đường con sao. Nó đang lớn nè. Nó đang lấn vô mấy cái bãi đó này. Theo cái nguyên lý. Lít, 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 lít. Có con gì nè.
con gì nó thổi nước ra. Có con gì trong đây nó thổi nước ra nè. Rồi nó nghe mình lại nó im luôn rồi. Trong đây nè. Thấy nó thổi nước ra. Ừ. Rồi sâu quá rồi. Được không? Con mực. Mực hả? Ôi. Ây. Đâu? Ừ. Thôi thiệt. Bị tao phát hiện rồi nha. Bỏ vô cái tủ lưới á. Bị tao phát hiện rồi nha. Thấy chưa? Đâu phải là mình vô dụng đâu. Đâu đây con mực. Để rửa nó cái hàng lít. Em bỏ ra nè, em rửa cho chắc cứu. Tâm nó đi mút bùn trước rồi, mình theo không có kịp nó. Nó lội lẹ lắm. Đâu, nè. Ơi, nó ra được không ta? Không. Luôn cái giỏi thôi chứ. Mực rừng á. Nó đâu ra được. Đây chút về nhà đi mình coi. Mày chết. Tại vì theo nguyên lý á, là nướng này nó sẽ bò lên lần lên bãi nè. Cái từ trong hang con mực nó mới đi ra. Chạy ra ngoài anh em mới soi vậy nè. Phát hiện nó thì chụp. Chụp cho nó rút vô hang là bắt không được. Nãy thì mình nghe anh em nói lại vậy đó. Nhưng mà thật ra thì mình phát hiện nó ở trong hang rồi. Ở đằng xa mình thấy nó đằng xa nó xịt nước lên. Nghi nghi nó không biết con gì, chứ không biết là con mực trong. Kêu lít lại nó thọt vô. Vậy mà bắt được mực. Có đó là con bạch tuộc rừng á. Nó cái giá của mấy ảnh bán một ký nó là 220 ngàn. Mà mặc con một con chắc không tới 100 gram quá. Cái con thì lớn con nhỏ. Mà hình như cả chục con mới được ký. Có thể hơn, loại nhỏ. Ngon lắm, loại mực đó mình nấu. Nấu lá me, luộc giấm gì cũng ngon. Để nguyên con vậy đó, chứ không có mần, không có gì đó. Để nguyên con ăn, ngon lắm. Vậy là 1 lít bắt được con đầu tiên luôn á. Bây giờ Tâm chưa bắt được con nào luôn chứ ở đó. Kiếm con nữa lấy lại phong độ coi. để nó quỳnh hoàng với 3 lít đi vô dụng. Bắt được con cá nữa nè. Mới chết á. Còn mới hơi cứng. Cá út không biết sao nó chết. Đây nè lít ơi, nó nữa nè lít ơi. Đây nè. Thằng này nè, mới thấy nó giật xuống luôn á. Này hả? Ừ. Không có hả? Rồi. Mới thấy nó giật xuống, không biết phải nó không. Mình có đi về mình mới thấy cái cực bắt cái con mực này nó cực lắm. Bởi vì mua 220 ngàn ký vậy chứ. Thật ra mình ăn mình không có tiếc đâu. Mình bắt nó cực lắm. Em đi con gì không cộng. Đây. Trời, dừng nó chạy mất. Ừ. Hay quá hết ơi. Tâm nó đi trước nó bắt đâu có được. Mình bắt được. Lát mình đem về cho nó hết hồn chơi. Nó mấy anh này trở vô bè hay gì mua của ai gì chứ. Đâu phan rửa sạch cái đi lít. Sợ nó tuột hả? Đây nè con mực nè. Con bạch tuộc rừng á. Con nó đâu được 100 gram đâu. Hai con. Con này nó thòng thòng ra kìa. Hết chạy em ơi. Hết chạy nha mày. Sao thấy được nó hay vậy? Nằm lép chứ thầy. Hay quá. Anh trò vậy là anh thiền một em bắt giữ. Rồi. Ừ. Phải rồi. Cái mùa này mùa mực rộ nè. Nó nhiều. Cái số lượng nó nhiều á. Cái anh em mình bắt bán nó rẻ. Chứ thật ra nó tới 280. Có khi nó lên tới 300 ngàn ký lận.
phải không? Mình không có chuyên nghiệp mà mình thấy như như giờ đây đừng để sót. Bây giờ mình đi làm như quen rồi nè, nhưng chỗ này nó có lúng. Lần chuyên nghiệp rồi đó nha, bắt được hai con là biết độ mức độ chuyên nghiệp cỡ nào rồi. Hai con đó sáng nấu mì đứa con đó. Có coi dầm dầm mé đó chứ nhung. Cái đèn này chỉ lấy độ sáng thôi. Cái đèn này sâu thì không được đâu. Nó có gươm. Nó sang chó rồi. Con gì trời. Có chừng con ấy đó. Ghê quá. Nó chặt nước gì á. Ừ. Con ông hiều nó cũng có động nữa đó. Con sâu ông nội ơi. Con sâu. Con sâu nhìn thấy ghê vậy. Mọi con sâu nó búng lên quạ. Thì gớm không? Nó vô mình một cái. Sao nó màu đen mà ta? Thì con sâu nãy mấy ảnh nói đó. Hồi nãy con nói nãy đâu phải màu đen này. Con sâu lông quá đó. Con sâu cũng làm hang nữa kìa. Thì ghê. Hồi nó lội dưới đó coi chừng á. Búng ngứa. Con này nằm dưới ghe vậy? Cá cũng dừng. Chà dừng. Ờ nó giãn. Nó có bóng đèn nó rảnh á. Ừ. Lội lên lát nước nó lên cao. Lội về, lúc mình lội về nó nằm một khúc trên đó đó. Chứ nó có như này đó. Hình như cái hang này là hang tâm tích nè. Cái dấu bói dấu mà gì của mình có coi clip của Quân bắt để ý nè. Thì cái lỗ này nè, nó cái ngách đó nè. Dưới đây lỗ nữa mà không biết khỏe hay không. Cái kêu Tâm lại cái nó thụt được không. Tâm đang có cái ánh đèn đi xuống nè đó, ở giữa màn hình á. Gì đâu con chừng nó rút vô hang là chụp nó liền nha. Đâu rồi, nó đâu, nó rút rồi đây hả. Rút rồi. Anh đi lại nè lú nè ha. Để còn coi lú rồi nè, đó nó xì lên thấy không, chưa thấy nó. Nó lú cái dòi lên nữa, lú lên đó lấy hơi á. Bắt nó đi. Chết mồ hôn. Nhìn không? Hay quá. Hay quá lên đời. Anh nè. Bự cái bộ cho má luôn. Thử cảm giác thử coi. Ôi nó rít chịch ha. Nắm vô cái nó rít chịch luôn á. Ê nó xảy lít. Nó xảy. Nó rít nó quấu cái tay nó hít vô tay mình á. Nó chụp tay à. Hay quá ta. Ba con rồi. Cá hùng tầm không có con nào luôn á. Dạ. Xuống bắt hang tâm tích này coi. Xuống bắt hang tâm tích nè. Tụi tôi thôi không có con nào đó mà tụi tôi bắt nó trong hang không à.
tôi biết hang nó rồi. Nó phun nước lên Hoàng. Ừ, đúng rồi đó. Anh thấy cái hang nào mà nó nằm cái hang nó phun xịt 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 dòi nước lên. Ôi, mệt thế mẹ. Được mấy con? Con một. Ôi vậy dở hơn rồi, dở hơn lít rồi. Dở hơn lít rồi chú Tâm ơi. Chú là chú dở hơn lít rồi đó. Mình lít là bắt được hai con á, tôi phát hiện con chứ tôi không có bắt. Xuống bắt hang tinh tích đẳng kìa. Nãy giờ để ý mấy cái hang nó nằm ở mé đó chứ chưa đụng mấy nước. Hang mé mé vậy không á. Bắt đầu nó xịt nước lên, nó xịt dồi, nó bắn dồi lên. Chứ nó chưa có xuống mé nước. Nhiều khi nhấy mấy cái hang dưới mé nước nó sẽ ra. Nó ra vậy nè mà mình bắt không có được, mình không có thấy nữa. Gặp mình trôi dở mình không thấy được nữa. Mình chỉ bắt được trên thôi. Ở đây nè Tâm. Hả? Qua đây nè bắt hang tôm tích nè. Có không? Có. Lít nổi sao đi nó đặng được. Trời, yếu vậy. Được 4 con này chứ bộ. Bao đóng lên nổi. Dưới. Mày nhớ vô tụt lúc ra. Nổi dưới nước động chút xíu này. Lại đâu thấy con mực đâu thấy rõ ràng con lít. Hả? Chậm mà nó chắc đi phà 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 mà bắt được con đâu con bự không con khỏi con nói gì chắc lứa lứa không ừ. Đi đi xích đẳng á có hang không có đi cái chừng đạp á nãy đi né ra rồi. Được tích rồi hả? Ừ. Thấy không? Nó đó, đó. Còn cái chân xuống. Hè này có ở đâu, đâu hè này đâu có ở. Sao không ở? Không ở. Ở sao không ở? Không có ở. Bắt lên được cơm biết tàu. Hè này không ở. Ở được không à? Đụng nó hơn con móc đất. Không, không có ở. Không ở mà đi sâu vậy. Nó nhìn hang là tao biết cái không có ở rồi mà. Thì chả mệt rồi đó. Không mệt. Con đuôi mắt nó mẹ ơi. Để nhìn nó bị bắt đó. Tôi đuôi hai con mắt luôn à. Nè đâu có mắt đâu. Đó, nó mở hí hí ra cần, mở ra cần. Ừ. Mất mắt bị mới bị bắt á. Ok, nó ăn vô bụng mày mày. Chút gì luộc lên nấu mì lên con cùng cộng đóng đi. Có à chắc. Vô nè, hay ho. Nó mập lắm. Bốn anh em mình bắt được 4 con rồi, con ăn cho biết được rồi. Mệt đuối thiệt luôn á. Nó hơi xịn nhưng mà ngu không uống. Có không Quân? Ta đang gặp nhau. Hả? Dữ vậy ta. Hay vậy trời. Đây không có mực Quân ơi. Quân nó được 3 con. Thôi đủ nó mì là mình vô câu cá đi rồi sáng mình đi mò cá ngát. Mình đi dài chút xíu mình kiếm vài con nữa. Mình kiếm vài con nữa là mình đủ á. Bạn ngồi xuống đi. Nhóm đi. Hợp nhóm. Hả? Hợp nhóm. Con thuốc hỏi nè. Ok. Ở đây con bự. Trời ơi bự đâu má nhỏ của mình luôn á. Ôi trời của mình. Vậy là bự rồi đó. Ừ vậy là nhỏ hơn của mình đó. Vậy là tôi chơi nhỏ nè. Của mình là bự vậy đó. Mất gần vậy là bự. Nè. Đúng không? Để tính thở đó. Thấy Quân. Thấy lại.
quá là đã. Bụng nữa bụng tay luôn á. Thế mình chỉ cho lộn đi. Tôi xin hả? Đi rồi chổi. Đánh nổ đi. Thôi có nữa tiếng nữa là tên xỉu hả? Muốn lè lưỡi đâu rồi đó. Ừ. Quay ngược lại đây. Ủa rồi vỏ lãi mình đi sao nãy giờ đi? Hả? Trời ơi sao nó xa dữ vậy? Hồi nãy nhớ đi đâu xa đâu ta, đi giờ thấy xa dữ vậy nè. Tổng cộng mình bắt được mấy con? 6 con. 6 con với nhà Quân bắt được 3 con đến 9 con hả? À? Vậy đạt chỉ tiêu rồi. Nếu mình đặt chỉ tiêu 10 con mà bắt được 9 con rồi vậy cũng được. Nói chứ đi mệt lắm cả nhà. Mình đi đi cho biết thôi chứ đi mệt lắm. Để mình soi được 1 ký đâu phải dễ. Gì mặc quạo dữ vậy anh cá? Dính cá nào không quạo dữ vậy? Mấy cái đụ mà cái này vậy đâu vậy đâu rồi đi lên đi. Tổng kết thành quả anh em ơi. Tổng kết thành quả rồi, tổng kết để lấy cái thao, để lấy cái thao đây. 4 anh em mình đi được 9 con, còn anh Phụng đi với Sang được mấy con đây, lấy cái thao, lấy cái thao nè. Trời ơi chết được nữa. Chừng 300 gram mà. Và nó hơi nhỏ. Lên trước ngồi đây. Nè. Đúng hả? Đâu cũng vậy á. Kết đây. Mình còn gửi bên kia con á. Đâu? Thùng Quân á. À bên Quân còn 4 con bên á. Còn tầm kết rồi. 2 cái mấy á. 4 cái mấy hả? Mấy con to to nè. Ở mấy to to không chứ bộ? 5 ký mà ơi. 5 ký. 2 con 4 con 5 con. 5 ký bên kia 3 ký 9 ký là mình nấu luôn mày vũ rồi. Đẹp quá nhìn nó. Không phải đẹp quên một. Nhìn nó xấu xí vậy nè mà nó ngon lắm đó. Sao sao ăn sống rút được ta? Nhíp bụng. Nè nè tắt ra. Sao ăn sống mày? Con người thì quá. Sao mà nóng đâu mày nén luôn liền luôn. Thì lát đói nấu. Bắt ra đi rồi bỏ vô đậu nó rộng, dột đại xuống dưới đi rồi lát nữa mình đói mình nấu. Cuốn vô cái người ta chấm đâu không? Dứt đâu không? Không. Anh không rửa hả? Bỏ vô đó tự nó sạch ra vô cái mới tự. Ừ. Nó nhiều nè. Gì mà không dám bắt nhiều lắm bảo. Chục con ta nửa ký đó, nhiêu đó nửa ký bữa thôi. Đâu dữ vậy? Trời ơi anh cân thử đây nó mực bự không hả? Ủa sao nhỏ nhỏ vậy mà sao mình có nó? Hả? Còn con gì đó? Hết rồi. Giống thả quá. Hả? Công đi bắt cực không? Không bắt không đi. Thả. Có mấy con này mà là hung chứ không? Đâu? Mấy nè. Bốn con đi. Làm gì có? Có đâu đó có con hả? Có. Nè em. Chưa đi em. Bố cô cái miệng lại cháy để kém cái đó không nó chưa ra được. Chưa được á. Nó mình thân mềm mà nó cái gì cái này tôi cần. Hả? Thân mềm nó rút đi, em, rút hay lắm. Lý. Ôi dưới con cổ chết bất công cho chỗ là ta ăn nhậu à. Ai đâu mà chở đi vậy bạch, à. Bạch tuộc. Hay là sao mực bò mực nhảy nè đó, nhiều lắm á, như đây còn hình như 20 mấy con á, 20 mấy con á, tại vì tại vì 4 anh em mình đi bắt được 9-10 con gì á, hình như 10 con á. Rồi Sang với anh Phụng bắt về thêm 10 mấy con nữa, tổng cộng nó 20-30 con á. Viên mớ tôm mà sáng mua câu nè. Giờ thằng Tâm không biết nó nấu món chế mới biến món gì đây. Nhúng giấm hả? Nhúng nước chanh. Mình nấu lên mình ăn liền tính. Chấm muối ớt. Với có thùng bia sáng. Sáng anh Phụng anh mua đem lên nè. Giờ mấy anh em mình sương sương bữa tối. Tôi ngồi đâu? Tôi cá quả cá. Tôi ngồi ra ngoài đi. Tôi ngồi ngoài đây đi. Nếu không thì cậu ghé chết tôi đi. Ủa còn Quân đâu ta? Quân ăn bằng vịt. Quân nó đây ăn có ngày à.
rau lựa mướn rau ni mông trên đây qua bên qua đây luôn không chưa anh em vô ngồi bè đi không nhân tôi còn đang nghe. Ồ, quay đúng mực nhảy luôn á nè, nó còn nhảy luôn kìa. Mày quéo mà chưa. Còn nhảy luôn. Nhớt nhớt à, nhớt cả thơm, thấy nhớt không? Kệ có nhớt mà mình ăn mình ông trà trước, ăn cho nó có nhớt nhớt. Còn nãy của em trà rồi. Phải có nhớt. Tâm hình như nó có trà muối, trà chanh gì rồi. Không có trà, ngâm mắm đá. Ngâm mắm đá không? Tôi trà đá mà. Sao vừa vừa thôi, làm bỏ gì đó hả? Rơ đi. Bà còn mấy con bớt luôn chứ. Còn cái đống nữa nè. Ý, tôm không à? Nó còn mấy con nữa. Tôm câu, mồi câu không à. Thì bỏ lá quế vô thôi Tâm ơi. Thì bỏ lá quế vô thôi đó anh Hoàng. Mấy cái đầu. Nó chuẩn bị ra đen nè. Đen ra đen hả ta? Đen chứ, đen chứ, lại chút xíu đỏ lại. Thì nước gì, nước này có cái gì trong đây Tâm, niêm gì? Chanh, ớt, miếng hạt niêm, bậy bạ với... Không me không? Không không. Giấm không? Không, không giấm luôn. Đây là có giấm. Có giấm à. Có giấm không? Trời ơi, có giấm không? Vậy là mực luộc giấm. Vậy đi, vậy đi, vậy đi. Ủa cho anh chưa nặng vô hả? Không, nặng nước á. Mà cái nhà em ơi. Tâm mời đi. Em mời đi ha. Rồi đi em. Đem lăn. Đẩy cái một. Ngâm mồm luôn á. Hút rọt luôn á. Mà cái nhà thối là gì đó nha. Không có được thối cái gì đâu á. Mày không? Nãy giờ chưa có chút sức khỏe chưa đó luôn á. Chút này trước đây. Chút sức khỏe cả nhà nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Có anh Sang nữa nè, Sang qua chơi. Bắt hùng mới mực nữa. Cái gì không? Biểu. Nãy có mấy mực cứng, bự quá. Cái nhân này. Mấy giờ còn nào luôn. Nhân lý thiệu. Rồi vô em. Rứng quá. Mấy nhỏ đôi đâu. Không được thối, không được thối. Đây, con này trứng nè. Dinh này. Rất kéo ta. Trứng nè. Rất trứng nè. Đây. Còn nó trứng là động tinh, còn không tinh. Trứng nữa nè. Nó thùm nó béo. Có con còng phải không? Có con còng đâu. Con còng nó mới ngon đó ông ơi. Con mực trứng anh ăn nó giòn. Con mực được ăn nó dai, mực trứng ăn nó giòn. Nhập cái mồm luôn này. Thôi lại đi ơi, thôi lại. Thôi lại, cắn cái đầu luôn, đứng xuống đi. Không hết nhiều đó là nhai vậy đâu ngon đâu, ăn cái đầu trước ăn mới ngon. Vậy lỡ cắn cái đuôi đi. Cắn cái đầu thốn cái đó là đúng rồi đó giang ca. Thúc miếng nước. Đúng rồi đó giang ca. Chơi con đó liền. Quá lạ. Trời ơi lạ. Trứng đầu ra nè giang ca. Đó, còn đó đó. Đó. Ôi giời, nó nhìn nó tròn vo đã. Trời đất ơi, cái con đó nó bự. Mời cả nhà mình cái nha ca. Mồi ngon mình phải mời cả nhà. Mời cả nhà. Cái vô đi cái mình cắn cái con đã giang ca. Vô. Mời cả nhà. Chắc là phải làm lại phát nữa quá. Ơi, nóng quá. Cắn anh cắn tới cái răng luôn chứ anh cắn vậy nó xịt đó. Nóng. Nóng dữ lắm. Ai nóng. Mình nóng. Cái gan nó ăn kia ăn lọt lưỡi luôn à. Nóng nè. Như vừa vậy nó mới vừa miệng nè. Vừa không ngon. Cầm máy cho sức khỏe, cầm máy. Trứng ngon. Thôi được rồi, vậy được rồi. Nè. Trứng ngon lận. Mời cả nhà. Lên hả? Lấy cái cầm. Quân nó giận hờn gì ta? Rồi nhận. Nhận này nè, nhận ngồi đây nãy giờ nó vậy. Khùng hông. Ngồi nè. Nè. Thôi cho con mấy con đi, ăn về con đi. Ừ, đúng không? Rửa trong con trứng không nha ông Quân. Con trứng mới được phải không? Thôi, con nào cũng được. Trời ơi, nó cay. Ừ, đã quá. Không biết nào đâm nước ra. Rồi, được rồi. Không quay mưa ớt. Mấy anh em dùng đi. Cái nước nó cay. Rến dâu hả? Tí mặn dạ. Trời làm luôn. Trưng, 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 trưng. Biết như lâu rồi, mấy tháng rồi, cái năm nào mới ăn lại một đơn. Ừ, trứng rồi đó. Ừ. Ừ. Mẹ ơi. Trời ơi, ơi. Còn ngàn đoạt trứng rồi đó. Đúng rồi, cái này vô cái này hao mòi quá. Vô. Nồng quá. Bây giờ mới nhín đó. Nói gì? Đợi hình như là anh thấy mấy con mực này là không làm mấy phát rồi là muốn ngập mồm luôn. Ăn đi. Công đi bắt mực. Có lấy một kiều mà. Có lấy dòng kìa. Nhưng mà mực này mực mực trong đáy là có đứng à. Bự hơn con tay. Bây giờ mực chân cái. Bự hơn con cái. Nó đâu ăn đâu. Mực đây chục con trứng hết 8.
nhưng mà anh nhìn nó hấp dẫn thiệt chứ, đâu ăn đâu. Ngon lắm, con mực này nó ngon nhất phải không ta? Đúng rồi, có giá hơn mấy con mực kia nữa. Nói chung mực này nó sạch lắm, nói chung nó ăn đất không à. Ăn đất chỉ còng, ăn mấy con còng nhiều khi có mấy con ăn sao lông nữa mới ngon. Nhiều khi có mấy con sao lông nữa mới ngon. Có sao lông nữa đúng rồi. Ăn sao lông nữa mới ngon. Nó vô đái nó cũng nhả. Nhấp hoài đó tôi hả miệng nãy giờ luôn, chờ nãy giờ. Vô đái trồng bờ cái họng nó bị họng nó bị đờm nó chùi chổng. Đá nó chùi vô. Hút cái chùi vô. Nó muốn chà ra cái đá ba đầu này. Một quẹo quá một cái chứ không. Chùi cái ông nhớt không? Nhớt thôi thì cái thôi á. Thả nó vô. Rồi trong vớt cái miếng trên ra cái là không còn miếng nữa. Gà kìa không? Gà không? Để cho. Nguyên đêm mình dàn với anh Phụng câu được mấy con cá úc. Không nặng. Gà kìa. Phụng cũng có là mập. Trời mọc từ trong rừng, rừng sát. Này đa số trong rừng là những cái cây cây mắm, cây đước. Buổi sáng mình ở đây thấy nó cũng ngọn màu quá ha. Có mấy chiếc ghe, chiếc xuồng của nhiều người ta chạy, người ta đi bắt con này con kia. Ta lên bãi người ta bắt cua, bắt cúm, bắt nha. Đây có một chiếc cũng đang đi nè, hình như chiếc này đang có mấy cái phao cờ, có thể là mình thả lưới dưới sông á. Còn có chiếc vỏ lãi nó chạy mút xa ở đằng kia luôn mà còn nghe tiếng rành rành luôn. Sáng ngày mấy anh em kéo nhau đi hết rồi. Anh Phụng, Quân, anh Giang với Tâm kéo qua hướng này nè, đi mò cá ngát. Sang mấy anh em đi bắt cá hết rồi, ở mấy anh đó đó. Bây giờ còn anh Hoàng, anh Hoàng đang móc mồi xuống tàu. Cá gì bây giờ đó? Anh Hoàng câu cá vô cho chị Cẩm Hằng. Bắt cá ngát chừng 3 kg thôi. Chừng vậy đi. Rồi. Thì cỡ nữa rồi. Dân chuyên nghiệp. Đó, rỉa đó. Chín rồi đó. Ráng lên. Đó. Cái cần đó nó nhấp nãy giờ chắc dính. Dính rồi, dính này không rồi. Lắc
Cậu cái cục ngà con hà luôn. Ủa? Dính rồi hả? Nặng hả? Hả? Nặng hả? Đó. Trời ơi, con cá út. Cái ta gì á? Giống cá dứa. Con cá gì nhân? Cá dứa. Cá dứa là cá... Cá dứa sao cái đuôi nó không vàng? Còn nhỏ, đây mấy ông mua dính cái cá này. Thả vô bè không? Rồi sẽ nó lút lưỡi cho không xong rồi. Gì thả hả? Thả vô rồi. Bắt luôn hả? Ừ. Con cá dứa. Ốc nó cũng cầu với con như vậy nè. Ô vậy là hoàng hoàng caramel là dữ dằn rồi. Cũng có số má rồi. Sao bỏ ra nuốt nuốt cái thông. Chứ cái cá dứa cái đuôi nó vàng mà nhân. Không biết phải là nó nhỏ nó ấy không mà đem nghe người ta nói cá dứa đó. Cá dứa sông trời, cá dứa sông nó khác cá dứa nuôi ha. Cho mà vô nồi gì. Cái dưới sông cũng đưa vàng mà không biết con nhỏ quá nó chưa kịp vàng hay sao không biết. Ừ. Mày bị Bình Hoàng câu được là mày xui dữ rồi. Mười hai giờ 44 phút ngày hôm qua mình xuống đây 9 giờ mấy, bây giờ 12 giờ mấy mình về 1 giờ. Vậy là kết thúc 24 tiếng với bè. Thất thu. Ủa, ba cá mày đâu? Ai nói thất thu? Mình trải nghiệm được nhiều thứ mà. Bắt gì hả? Câu cá nè, đi soi mực nữa nè. Giờ bây giờ anh em mình xuống vỗ lại. Nhân hàng quân diện đưa mình về. Về ngày mai tiếp tục chinh chiến ngoài đồng. Cuối cùng thì chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Hẹn ngày gần nhất trở lại đây câu cá tiếp. Kết quả thì 900 ngàn tiền hà. Câu được một số con cá đù, một số con cá út, còn cá ngát. Còn mực thì mình đi soi. Mực mình đi soi chứ không có câu được. Lỗ, lỗ dữ lắm. Nhưng mà được cái anh em mình đi xuống đây trải nghiệm không khí mát mẻ.